Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học xem chỉ tay. Về bật mí những đường chỉ tay giàu có, mà những đường chỉ này chỉ có ở bàn tay của người đàn ông giàu sang phú quý mới có. Nếu như những đàn ông nào mà sở hữu một trong năm đường chỉ tay hiếm có này thì họ sẽ có con đường sự nghiệp thuận lợi, tiền kiếm về như nước, từ đó sẽ hưởng một cuộc sống giàu sang và phú quý. Và các bạn thân mến, để muốn biết được với những đường chỉ tay hiếm có mà chỉ có ở những người giàu sang phú quý, đó là những đường chỉ tay nào? Và liệu các anh các chị có may mắn được sở hữu một trong những đường chỉ tay phú quý này hay không? Thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về kiến thức tử vi bật mí về năm đường chỉ tay giàu có mà chỉ có ở người đàn ông giàu sang phú quý mới có những đường chỉ tay này. Nếu như đàn ông nào mà sở hữu năm đường chỉ tay này thì họ sẽ có con đường sự nghiệp thuận lợi, tiền kiếm về như nước và luôn hưởng một cuộc sống giàu sang và phú quý. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là đối với người có đường chỉ tay đoạn trưởng, đây là đường chỉ tay độc nhất vô nhị. Nó xếp hạng có 99%. Với đường chỉ tay đoạn trưởng hay còn gọi là vân đoạn trưởng hoặc là đường vân thông quán trưởng, nó là một trong những đường chỉ tay độc nhất vô nhị vì nó chỉ xuất hiện trên bàn tay của những người đàn ông đặc biệt nhất. Về trong nhân tướng học, về xem tướng tay có nói rằng, và các chuyên gia nổi tiếng đã định nghĩa về đường chỉ tay đoạn trưởng như sau. Đây là đường chỉ tay nó kéo dài từ đầu này của bàn tay sang đầu kia của bàn tay, nó tạo thành một đường thẳng ngang dài. Về thực chất, nó là sự nối tiếp kéo dài rồi hợp nhất lại của hai đường chỉ tay, đó là đường trí tuệ và đường tình cảm trong lòng bàn tay. Và điều này cần phải tinh ý và thật khéo léo để tránh nhầm lẫn giữa hai đường chỉ tay trí tuệ và đường tình cảm xoắn xuýt hoặc là đan xen lẫn nhau. Khi ấy thì mọi sự đoán định đều vô nghĩa vì đây chỉ là một đường giả đoạn trưởng. Đường chỉ tay đoạn trưởng chỉ được chấp nhận khi cả hai đường chỉ tay này thực sự hòa vào một, không bị đứt đoạn, không bị tách rời. Với đường chỉ tay đoạn trưởng không dễ tìm, trăm người mới có một, đó là một trong những trường hợp cực ít nó xuất hiện ở tộc người da trắng, chủ yếu là thịnh hành ở những châu Á và châu Âu mà thôi. Với người đàn ông sở hữu tướng tay này là người tư duy rất mẫn tiệp, người này có tính tình quyết đoán, rất có bản lĩnh và rất giỏi việc kinh doanh, vì vậy dễ nắm bắt được thời cơ tốt trên con đường sự nghiệp. Nếu như ngón tay đeo nhẫn của anh ta dài gần bằng ngón tay giữa thì cần đặc biệt phải đề phòng giai đoạn ngoài 30 tuổi do là bị lôi kéo hoặc sa ngã mà sa vào cờ bạc hoặc là đỏ đen. Tiền kiếm được bằng cách này thì dù nhiều cũng của thiên giả địa, vì vậy rất dễ rơi vào cảnh bần hàn hoặc là nghèo đói. Với đường chỉ tay đoạn trưởng thì đa phần nó xuất hiện trên bàn tay của những người có cấp cao như giám đốc hoặc đứng trên các đầu ngành doanh nghiệp tư nhân hoặc tầng lớp lãnh đạo hoặc các cơ quan nhà nước. Vì họ là những người vừa có tiền lại vừa có quyền, có địa vị trong xã hội. Với một nhược điểm của tuýp người đàn ông kiểu này là khá tham quyền cố vị, cố chấp và khó bảo, rất hấp tấp và nóng vội hay vung tiền quá chán. Người này ngoài 40 tuổi họ rất dễ mắc bệnh về tim
hoặc huyết áp hay bệnh về đường hô hấp. Nếu không chú ý quan tâm đến sức khỏe thì ắt sự nghiệp sẽ bị cản trở, không ít thì nhiều. Và các bạn thân mến, thứ hai là đối với người có đường chỉ tay bất động sản. Đây là đường chỉ tay xếp hạng giàu có 69% trên thế giới. Về trong thuật xem tướng chỉ tay thì với tướng đàn ông chỉ ra rằng với người có đường chỉ tay bất động sản thì cực kỳ là có lộc, về đất đai là chủ yếu. Và điền sản với đường chỉ tay này thì tuy ngắn nhưng đủ để cắt ngang đường thái dương và đường vận mệnh. Với đường chỉ tay bất động sản mà càng thấp gần về cổ tay thì chủ nhân của nó càng sớm có lộc trời ban, hoặc được thừa hưởng tài sản cha ông để lại, hoặc là tự mình xây dựng nên cơ đồ đủ tiền mua sắm đất đai. Có từ hai đường chỉ tay may mắn trở lên trên cùng một bàn tay thì lộc lá càng nhiều. Bạn vừa có đất đai vừa có nhà, càng lớn tuổi càng sở hữu nhiều bất động sản đắt giá và cực kỳ phú quý. Và người này sẽ làm trong ngành kinh doanh địa ốc là chính. Và các bạn nên nhớ, đây không phải là đường chỉ tay được xếp hạng cao ở trong tướng người đàn ông giàu có, bởi có rất nhiều tỷ phú đại gia trong ngành bất động sản trên thực tế không hề có nó ở trên bàn tay. Nó chỉ có tác dụng là điểm xuyến thêm sự may mắn, chứ không quyết định sự thành bại hoặc giàu sang của một người như đường chỉ tay đoạn trưởng nói trên. Và các bạn thân mến, về thứ ba là trên gò thái dương hoặc gò mộc tinh mà có hình ngôi sao, đây cũng được gọi một trong những dấu hiệu của đường chỉ tay xếp hạng giàu có với 89% trên thế giới. Khi xem bói chỉ tay thì nhớ đừng bao giờ bỏ qua gò thái dương và gò mộc tinh, vì đây là hai khu vực nó quyết định về tài vận của một người đàn ông, nó vô cùng chuẩn xác. Ở hai gò này nếu có hình ngôi sao thì chủ nhân của bàn tay ấy cực kỳ may mắn, cầu gì được đó và đánh đâu thắng đấy. Với ngôi sao nó xuất hiện ở gò thái dương, nếu như nó tiếp giáp với đường hôn nhân như hình vẽ dưới đây thì là người đàn ông sẽ lấy được người vợ vượng phu ích tử, hoặc được nhờ vào nhà vợ. Nhà vợ rất giàu có và rất thành đạt, người này sau khi kết hôn dễ thành cự tỷ phú hoặc là nổi tiếng rất lừng lẫy. Với ngôi sao nếu như nổi lên ở gò thái dương và tiếp giáp với đường chỉ tay cùng tên là đặc biệt chỉ có ở nam giới tài hoa, giỏi về nghệ thuật. Nếu như đi theo con đường truyền thông hoặc điện ảnh làm nghệ sĩ thì rất dễ trở thành cây đa, cây để trong làng văn nghệ. Nếu đường chỉ tay mà hình ngôi sao nó xuất hiện ở một trong hai gò này trong lòng bàn tay mà không tiếp giáp với bất cứ đường chỉ tay nào thì họ thường rơi vào cảnh may mắn bất thình lình như là trúng số hoặc trúng độc đắc. Sau một đêm ngủ dậy đã trở thành người nổi tiếng. Tuy vậy, trước đó họ cần phải có một thời gian dài để nỗ lực bền bỉ kiên trì khổ tận cam lai. Và cũng xin nhắc nhở rằng đây là một trong những đường chỉ tay nó mang tính thời vụ, đến rồi lại đi, không tồn tại vĩnh viễn trên ngay khi nó xuất hiện. Vì vậy các bạn khi thấy nó xuất hiện trên bàn tay hãy nắm bắt thời cơ có 102 này bạn nhé. Và các bạn thân mến, về thứ tư là về đường chỉ tay trí tuệ mà nó tách nhánh lên nhiều hướng. Đây cũng là một trong những đường chỉ tay giàu có, phải nói là trong tầm 79% trên thế giới. Với các chuyên gia xem tướng chỉ tay như đàn ông, khi mà nhận diện tướng đàn ông giàu có bao giờ cũng không thể bỏ qua những vị trí hình dạng về đường chỉ tay trí tuệ. Nếu đường chỉ tay này nó tách ra làm hai nhánh, một nhánh nhỏ hướng lên trên thì ắt hẳn chủ nhân của nó là người giỏi tư duy, có duyên với tiền tài, làm ăn vô cùng may mắn, trăm trận sẽ trăm thắng. Và họ động vào đâu, lĩnh vực nào, món hàng nào đều trở nên vô cùng có giá, dù là tình cờ hay là nghiên cứu kỹ càng từ trước, miễn là không đi theo con đường làm ăn phi pháp, cờ bạc hoặc đỏ đen, họ sẽ luôn luôn được hưởng lộc về tiền bạc. Và từ khi sinh ra
cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tuy vậy, vẫn nhắc nhở bạn rằng với tiếp đàn ông kiểu này thì từ 30 đến 55 tuổi nên phải tránh đầu tư mạo hiểm, không nên làm việc trong ngành địa ốc hoặc là chứng khoán may rủi, nên phải cần kiệm liêm chính, tích tiểu thành đại và đề phòng tiểu nhân hoặc chính bản thân mình nuôi ong tay áo, có thể rất dễ rước họa vào thân. Và các bạn thân mến, về thứ năm là đường chỉ tay trực giác, có nghĩa là đường chỉ tay may rủi. Đây cũng là một trong những đường chỉ tay xếp hạng giàu có với 59% trên thế giới. Và đây cũng là đường chỉ tay mà những ai giỏi xem tướng tay, xem bói tay đều khá cảnh giác và dè chừng. Nó báo hiệu người sở hữu nó cực kỳ giỏi về ngoại cảm và luôn có giác quan thứ 6 siêu tinh nhạy bén, nên dễ dàng chọn đúng thời điểm, lĩnh vực đầu tư để hốt bạc. Họ không cần làm đến quan to chức lớn mà thích núp dưới dạng vẻ tầm thường, dung dị để tiện bề phát tài trong nháy mắt. Chính vì thế họ cực kỳ hợp buôn bán kinh doanh hoặc đầu tư chứng khoán, thậm chí là may mắn trúng số nhiều lần. Với đường chỉ tay này thì đa phần nó chỉ xuất hiện ở người có máu cờ bạc hoặc đỏ đen, chữ tài đi với chữ tai. Họ có thể chọn những đường đi thuận lợi hơn, xôn sẻ hơn, nhưng chỉ thích làm đam mê trò chơi may rủi. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.